Dạ vâng, xin trân trọng kính chào toàn thể quý cô bác, quý anh chị đã trở lại với video mới nhất của em Thành Ô tô Hải Dương ngày hôm nay. Và trước mắt quý cô bác anh chị đây thì là một mẫu SUV cỡ nhỏ gầm cao. Một chiếc được mang tên là Ford EcoSport sản xuất 2015 bản Titanium, bản đủ nha các bác nhé. Đấy, bản đủ thì có đề sạc tốt này, rồi cửa sổ lóc các bác nhé. Chiếc này thì mua mới 2015, chiếc này thì các bác phải bỏ ra gần 700 triệu đồng các bác mới sở hữu được mẫu Ford EcoSport này. Và hiện tại bây giờ thì các bác chỉ cần bằng nửa tiền số đấy các bác đã sở hữu được mẫu Ford EcoSport này rồi nha các bác nhé. Chiếc này thì về form dáng tuy không cao nhưng mà cảm giác lái cũng khá là dễ, quan sát khá là dễ. Và không rộng nhưng mà không dài, nhưng mà cảm giác bên trong cũng khá là rộng rãi các bác nhé. Chiếc này thì mang nước sơn màu đỏ cực kỳ đẹp, đỏ mận cực kỳ đẹp các bác nhé. Và sau đây xin quay chi tiết từng phần cho quý cô bác anh chị cùng xem và cùng tham khảo mẫu EcoSport sản xuất 2015 phiên bản Titanium. Đấy. Trước tiên là phần đầu xe, thì phần đầu xe này về phần logo và mặt ga năng, tất cả phần mạ chrome còn khá là sáng bóng này. Cặp đèn pha hai bên thì đèn zin theo xe còn mới sáng choang các bác nhé. Đèn gầm cũng là đèn halogen luôn. Sang bên phần thân xe thì xe được trang bị bốn vành đúc và ABS hai bánh trước các bác nhé, còn hai bánh sau là phanh tang trống. Xi nhan được tích hợp trên gương. Và đặc biệt chiếc này thì được thiết kế có bấm cửa thông minh các bác nhé, bấm cửa thông minh. Các bác khóa cửa thì các bác có thể không cần bỏ chìa khóa ra, các bác chỉ cần ấn nút cửa này là có thể là khóa cửa hoặc là mở cửa các bác nhé. Đó. Bốn lốp thì còn khá là dày này. Đấy, bốn lốp Michelin là lốp đi ok nhất các bác nhé, đi khá là êm này, khá là bền thì khá là êm. Đấy, bốn lốp còn khá là dày, sơn xi cực kỳ đẹp các bác nhé, sơn xi cực kỳ đẹp rồi. Các bác mua về thì sẵn sử dụng luôn. Ford EcoSport sản xuất 2015 và giá thành bây giờ chỉ còn 375 triệu đồng thôi. 375 triệu đồng thôi là các bác đã sở hữu được mẫu Ford EcoSport bên em vừa về, cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Đấy, giá thành các bác thiện chí là về vẫn có thể lộc lá thêm cho các bác. Sang bên phần đuôi xe thì xe đã được trang bị camera lùi và cảm biến va chạm đằng sau các bác nhé. Bên phần đuôi xe thì xe được thiết kế cái lốp treo ở đằng sau, nhìn khá là thể thao,
nhìn khá là bắt mắt các bác nhé. Nếu không có cái phần lốp sơ cua bên sau này thì nhìn khá là ngắn xe và nhìn khá là nhìn hơi cụt cái phần đuôi xe này. Và sau đây xin quay vào phần khoang nội thất trong kính quang, anh chị cùng xem và tham khảo. Nội thất chiếc này nhìn cũng khá là tươi tắn thôi nhé, khá là tươi. Từ cái táp ly táp lô này, đấy, táp ly táp lô khá là tươi tắn này. Đầu đài nguyên bản theo xe quá nhé, vẫn hoạt động ok. Đấy. Điều hòa auto. Đây, hộp số tự động này, đặc biệt là cần số này. Các bác nhìn là không có một vết xước, không có hiện tượng bóng mòn nhé các bác nhé. Đấy, nhìn khá là chất này. Vô lăng cực kỳ đẹp luôn. Đặc biệt là dòng Ford EcoSport này được thiết kế cái bệ tì tay này. Đấy, các bác đi đường dài là đỡ bị mỏi tay quá nhé, đỡ bị mỏi tay. Ghế da xịn theo xe này. Đấy, còn khá là đẹp luôn, khá là căng mõng luôn các bác nhé. Đấy. Cửa sổ trời, bản titanium là có cửa sổ trời các bác nhé, còn bản chen thì không có. Và được bác chủ độ trần 3D. Đấy, yên tâm các bác đi về mùa hè thì bật điều hòa là khá là nhanh mát này. Đấy, và vào các buổi trưa mà các bác đi vào buổi trưa thì khá là yên tâm. Đấy. Dòng EcoSport này thì được thiết kế 6 túi khí quanh xe nhé, khá là an toàn các bác nhé. Đấy. Túi khí dành cho ghế lái là vô lăng đây. Đấy. À, bên phụ đây các bác nhé. Và 6 túi khí là quanh xe luôn. Đấy, khá là an toàn về cho các bác đi xa. Và về cái trải nghiệm thì các bác ngồi nhìn quan sát cũng khá là dễ nha các bác nhé, khá là dễ. Đặc biệt là cảm giác lái khá là nhẹ, khá là nhẹ. Đặc biệt các bác đi trong cái cung đường hẹp như là trong phố là khá là linh hoạt các bác nhé, khá là linh hoạt, khá là dễ. Xe thì keo chỉ cột kèo nguyên zin các bác nhé. Đấy, em quay qua các bác keo chỉ cánh lái này. Đấy, keo chỉ cánh lái này. Đấy, keo chỉ zin luôn. Ốc bô lông buckwheat là còn chưa có vết bặn nhưng mà các bác nhé, đây là bô lông buckwheat cánh cửa đằng sau bên lái này. Sơn xi cực kỳ đẹp luôn. Đó, keo chỉ đằng sau cánh lái này. Nội thất khá là ok này, nội thất khá là tươi tắn các bác nhé. Đặc biệt là Ford EcoSport thì khoang để đồ đằng sau thì khá là rộng rãi các bác nhé, khá là rộng rãi luôn, các bác để đồ thoải mái luôn này. Đó.
Em nổ máy cho bác xem, nghe thử tiếng máy nhé. Máy nổ cực kỳ chất, cực kỳ êm luôn. Đấy. Và rồi em chạy thử cho quý bác anh chị cùng trải nghiệm thử chiếc Ford EcoSport này. Đấy, chạy cực kỳ sướng luôn các bác nhé. Đấy. Cái cảm giác lái cực kỳ nhẹ nhé, cực kỳ thích luôn. Quan sát cũng khá là thích. Một chấm năm nhưng mà xe chạy cũng cực kỳ bốc luôn nhé, cực kỳ bốc, cực kỳ thích luôn. Sport sản xuất 2015. Cực kỳ bốc, đi cực kỳ lướt các bác nhé. Review xong chiếc Ford EcoSport sản xuất 2015 bản Titanium. Giá bên em chào bán là 375 triệu, chỉ bớt lọc lá cho các bác thiện chí về xem xe các bác nhé. Các bác nào vào xem thì ủng hộ em một lượt like, và bác nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để mỗi lần em đăng video lên là các bác cập nhật những video mới nhất bên em vừa về các bác nhé. Đấy. Chúc các bác lựa chọn cho mình được một chiếc xe ưng ý nhất cho gia đình của mình. Đấy. Cảm ơn các bác đã xem tin. Xin chào các bác. Đây là cửa hàng bên em. Hơn 100 đầu xe cho quý các bác anh chị lựa chọn. Các bác vào xem ủng hộ em. Đấy. Rất nhiều các đầu xe bên em các bác nhé. Bãi nhà em đây. Đấy, từ 100 triệu cho tới 600-700 triệu đồng quay đầu các bác nhé. Đấy, xin chào các bác.